quý vị vừa mới xem xong chương trình chúng tôi đúng không? Đây là poster giới thiệu chương trình sẽ khai trương nhà hàng Long An tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu với rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ đặc sắc và là các ngôi sao hàng đầu Việt Nam mặt tại nơi đây. Và đến đây không chỉ được ăn ngon, được gặp gỡ các anh chị em ca nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam và bên cạnh đó không gian tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong để khám phá nhà hàng Long An có gì nha. Mời quý vị. Rồi, trong đây là một cái phòng VIP tại Hầm Đường Lộc An nha. Ở Bà Rịa cách Vũng Tàu chỉ khoảng 10 cây thôi, ngay trên đường trung tâm. Dạ, có 4 phòng VIP riêng biệt cho mọi người. Và có 4 loại khác nhau. Có rất là nhiều các loại rượu đặc trưng ở đây. Thích uống loại rượu vang nào đều có để phục vụ cho tất cả quý vị nha. Từ Mỹ, từ Tây, từ Châu Âu, từ Úc, Canada. Và đặc biệt là ở đây có thêm những cái loại rượu gọi là bí truyền, gia truyền của chủ nhân đại luôn. Thì mời quý vị cùng tham quan một tí nha. Và đây là phòng hoàng gia với sức chứa là trên 30 người cho đến 50 người thực khách nha. Quý vị thấy là không gian trong đây là hoàn toàn bằng gỗ. Đây là gỗ tự nhiên với hương thơm rất là dễ chịu. Với những đèn trùm và với rượu được trưng bày cả hai bên phía trước, phía sau và cũng như là trên trực tiếp bàn để cho chúng ta có thể chọn rượu. Và mỗi người có thể uống một cái cây rượu khác nhau, hoặc là mỗi nhóm, mỗi cái khu vực bàn mình lựa chọn một cái rượu khác nhau. Và thậm chí bên đây chúng ta cũng có thêm một phòng trưng bày nhỏ nhỏ mini nữa. Phòng hoàng tất cả có 4 loại phòng khác nhau nha, tùy theo cái số lượng khách mà mình đi đông, đi ít, đi nhiều hay là muốn ngồi cái style nào thì tại đây đều có cho quý vị hết. Tiếp đến đây là một phòng rượu khác tại nơi đây nha, với những chiếc ghế rất là cầu kỳ, chạm trổ bằng gỗ, hoa văn rất đẹp theo kiểu như là hoàng gia Anh, châu Âu. Và trên bàn cũng có rất là nhiều loại rượu khác nhau để phục vụ cho thực khách là khoảng từ 12 đến 18 người ha. Và cũng có những bức tranh, những cái không gian này làm mình cảm giác rất là thích, cũng như là mình có một không gian riêng để mình tiếp khách cho mình. Thì vừa rồi quý vị đã cùng Đức Tiến đi xem tham quan sơ qua tại nhà hàng Lộc An tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu.
rất là mới, được nâng cấp làm lại với rất nhiều các món ăn ngon, với nhiều loại rượu quý hiếm phong phú đến nhiều quốc gia, đến từ các quốc gia khác nhau, các loại rượu đặc sắc của gia đình gia truyền của người Việt Nam, và đặc biệt là một không gian mở, giống như các chủ nhân đây nói là đến đây không chỉ được ăn ngon không bằng miệng, bằng vị giác, mà chúng ta còn có được cái thính giác và nghe được những tiếng gió vi vu, và chúng ta cũng cảm nhận được bằng cái mắt thị giác chúng ta với không gian đẹp, và hơn hết nữa là chúng ta sẽ cảm nhận được là không gian và các nhân viên đây rất là tuyệt vời. Thì với video này hy vọng mọi người sẽ thích và đến với nhà hàng Lộc An mỗi khi có dịp về với Bà Rịa Vũng Tàu. Thank you.